Kim đã gói xong hết rồi nè cô chú anh chị. Chị xin chào bà cô chú ơi. Nói lớn lên con. Chị chào con bà cô chú. Thôi nói chứ đâu phải quát đâu. Nói lại đàng hoàng coi. Chị chào con bà cô chú. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay hai mẹ con của Kim đang chuẩn bị đi học nè cô chú. Hôm nay thì ba chị đã đi công tác rồi. Hai mẹ con đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ đang đợi taxi đến. Hẹn chị ha. Kim sẽ đưa chị đi đến trường mẫu giáo, xong rồi mình sẽ đi đến trường của mình. Đây nè, sáng ra cọp hai cái giúm tóc cho nó rồi mà nó còn lấy cái chi, nó còn lấy cái cài, nó cài lên nữa nè cô chú. Quá trời, nhìn nó rối mắt quá con ơi. Nhưng mà con không có làm mất cái cài này nha. Hôm bữa mới mua đó. Rồi bye bye mà cô chú chị đi học đi. Bye bye không bà cô chú. Con đi đâu? Học. Con nói làm sao? Đi học. Con đi học. Con đi học. Ok. Bye. Ok. Bye. Hello cô chú anh chị ơi, Kim đã học xong rồi nè. Trường ở bên đó đó. Học xong đi ra bên ngoài là trời mưa đó cô chú anh chị, lạnh quá trời luôn. Tính là hôm nay không có. Đây nè, mưa đá nè mọi người. Đá còn ở trên đường nè, cục nè thấy không? Đó. Tính là hôm nay ấm rồi cho nên mặc cái áo nó mỏng á, áo khoác mỏng không phải dày, lạnh quá. Bây giờ mình sẽ đi qua cái shop này nè cô chú anh chị. Cái mua mấy cái cục mút đó để về tập yoga, dụng cụ để tập yoga đó mọi người. Mưa lạnh quá. Đây nè cô chú anh chị, Kim sẽ mua hai cái cục shop này nè. Đây có bình nước mọi người. Ở đây là những cái dụng cụ tập yoga đó cô chú anh chị. Cái cửa hàng bán đồ thể thao này rất là lớn luôn mọi người. Bây giờ Kim sẽ mua một ít cái đồ mình cần. Bây giờ tới nhà này cô chú anh chị ơi, một giỏ đồ nè. Hồi nãy giờ mưa đá rất là lớn đó mọi người. Đá quá trời, nó đóng một lớp luôn kìa. Đây nè. Mấy cái này mà đi ở ngoài này đá cục phải không cô chú anh chị? Cái này mà đi ở ngoài là nó bể đầu luôn. Trời ơi, nó dập mấy cái cây tulip luôn rồi nè. Cái lá nó bị dập luôn. Tulip bữa nay có búp rồi nè cô chú anh chị. Cái búp nhỏ nhỏ nè. Đây. Đi học về đói quá trời đói luôn cô chú anh chị. Hồi sáng này Kim chưa kịp ăn sáng luôn á. Sáng ra chị uống một ly cà phê là đi. Tại vì sáng ra dậy lo cho Chi Chi nữa. Giờ nấu một gói mì omachi chua cay này cô chú anh chị. Ăn lẹ chứ đói bụng mà run cái tay luôn rồi. Mưa đá nữa nè mọi người. Mưa mà nó rớt xuống cái cửa kính mà lọc cọc luôn á. Lạnh dữ lắm luôn mọi người. Kim có mua hai cục block yoga. Ở nhà hôm bữa thì Kim đi mua rồi hai cục nhưng mà nó vẫn còn thiếu đó mọi người, tới 4 cục là Kim tập yoga ở trên gym á. Những cái tập của cái bạn mà bạn Việt Nam ở nước ngoài, có nghĩa là cái nhóm này nhóm Zoom yoga cho những người Việt Nam ở nước ngoài đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà muốn tập trên Zoom tại nhà mà không có cần đúng đi đến phòng tập á, hoặc là không có thời gian á, thì Kim tập buổi tối từ 7:15 đến 8:15 giờ Anh ha. Thì cô chú anh chị nào ở châu Âu hay là ở bất cứ những cái nước nào á mà muốn tập yoga thì có thể liên hệ Kim. Kim sẽ giới thiệu cho vô cái nhóm nha. Kim không phải là Kim dạy đâu nha, Kim chỉ giới thiệu thôi. Thứ bảy tuần này là sinh nhật chồng Kim á, cho nên là Kim cũng mua cái thiệp chúc mừng sinh nhật nè, với lại cái giỏ quà. Cái giỏ giống cái thiệp luôn á cô chú anh chị. Cái giỏ đựng quà mà bây giờ mua về sao thấy cái giỏ này nó nhỏ không, cái đựng vừa không hả? Cái thiệp này cho mẹ Kim, mẹ chồng là cái ngày ngày của Minh Đê, à không, ngày của mẹ. Model D đó là cuối tuần này luôn đó cô chú, cho nên là Kim mua luôn. Đây là thành phẩm hôm nay Kim đã mua được. Kim thích mặc mấy cái quần này lắm nè cô chú anh chị, rất là thoải mái luôn. Mà Kim cũng thích cái màu sáng nữa, cho nên là mua 3 cái giống nhau luôn mọi người. Đây nè, giống nhau hết, cái màu cũng tựa nhau như vậy đó. Những cái này là đang giảm giá đó cô chú anh chị. Cái này là vải rất là mịn luôn, mịn mà giặt không có bị đổ lông nữa. Kim thích cái này lắm, Kim thích mặc cái loại đó đó. Đây là cái áo mưa cho Chi Chi nè cô chú. Cái áo mưa này thì gần 30 đồng mà giảm phân nửa còn có 15 đồng thôi cô chú anh chị. Một cái màu hồng, Chi rất là thích màu hồng luôn đó. Cái này cho anh Chi tha hồ đi dọc nước luôn cô chú. Kim mua quà sinh nhật cho chồng Kim luôn. Đây, có cái áo nè. Cái áo này Kim thấy rất là đẹp, với lại cái quần, cùng bộ luôn ha. Cái quần này mặc ở nhà, tại vì ảnh ra đường sẽ không bao giờ mặc những cái quần này ra đường, ảnh chỉ mặc quần jean thôi. Cái này thì Kim mua cho ảnh mặc ở nhà đó, mùa đông nè, mặc cái này ấm áp đó. Hết rồi đó mọi người. Thì Kim cũng chuẩn bị gói quà luôn, gói quà cho chồng. Quà ngày của mẹ cho mẹ chồng Kim á, thì Kim mới đặt online rồi, thứ bảy thì người ta mới giao, tới rồi cô chú anh chị. Kim đã gói xong hết nè cô chú anh chị ơi. Chẳng là một bộ đồ ha, nhưng mà Kim gói hai cái hình dạng khác nhau. Mình có thể, tại vì Kim muốn làm hai cái gói quà đó để mà có mở nhiều lần để có nhiều cái cảm giác đó cô chú anh chị. Đây là hai hình dạng khác nhau, cứ nhìn cứ tưởng là hai cái món đồ khác nhau đó mọi người, nhưng mà thật ra có một bộ đồ thôi. Nhưng mà cái người mở, lúc mà người ta mở quà đó là sẽ mở được 2 lần, thì cái cảm giác mà hồi hộp mà để xem cái món quà đó thì nó sẽ thích thú hơn là gói chung một cái gói nha cô chú. Kim chơi vô cái giỏ này. Cái thiệp này thì sẽ viết thiệp xong rồi bỏ vô giỏ luôn. Hy vọng là anh Tony anh sẽ thích đó cô chú anh chị. Còn cái thiệp này của mẹ chồng Kim thì thứ bảy người ta giao, tới thì Kim sẽ gói quà xong rồi kia bỏ vô giỏ giống như vậy luôn, rồi bỏ vô thiệp. Đó, công tác chuẩn bị quà đã xong rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ chỉ còn chờ đợi đến ngày sinh nhật thôi. Bây giờ thì Kim tranh thủ dọn dẹp cái nhà bếp nè cô chú anh chị. Các bà nội trợ của mình thì một ngày dành bao nhiêu thời gian trong bếp hả mọi người. Còn Kim thì Kim thấy sao mà cứ dọn hoài nó vẫn còn hoài đó mọi người. Hôm nay mình dọn cái này, ngày mai cái mình lau tủ, lau nóc tủ, ngày kia cái mình dọn tủ lạnh, ngày bữa sau cái mình giặt đồ, ship đồ, bữa tiếp theo là chà toilet. Nói chung là không có ngày nào mà thấy không có việc làm hết trơn á. Miễn mà mình đi tới cái góc nào là cũng thấy có cái việc để dọn hết trơn á cô chú anh chị. Bởi vậy cho nên Kim ở nhà không có đi làm và cũng không có nhiều bạn bè nữa. Nhưng mà cũng không có thấy buồn cô chú anh chị. Tại vì phần lớn thời gian của mình là dành vào cái việc chăm lo nhà cửa nè, gia đình, chơi với con, học với con, rồi trồng bông trồng hoa hay là đọc sách, cũng chiếm hết phần lớn thời gian của mình nữa cô chú anh chị. Mình cũng không có còn cái thời gian rảnh để mà ngồi ưu sầu suy tư buồn bã nữa đó mọi người. Như cái việc mà lau bếp này là sẽ lau mỗi ngày luôn, tại vì ngày nào mình cũng nấu ăn mà ha cô chú anh chị. Sáng trưa tối nè thì nó lúc nào nó cũng dơ hết trơn á, cho nên là ngày nào cũng cần phải lau. Và cái việc này thì cũng chiếm khoảng 10 phút, nhưng mà Kim không cảm thấy mệt mỏi hay là bực bội gì những cái việc mà lau dọn như thế này hết trơn á mọi người. Mà Kim thấy vui khi mà làm những cái việc này. Mẹ chồng Kim cũng là một người rất là kỹ tính và sạch sẽ luôn. Trong nhà gọn gàng ngăn nắp, không có bao giờ, không có một cái chỗ nào mà có một cái hạt bụi nào luôn á cô chú. Còn dì chồng của Kim là em của mẹ chồng á, là dì đó là giống như là rất còn kỹ hơn mẹ Kim nữa, và cũng rất là sạch sẽ. Giống như là một cái đồ vật mà để là phải để đúng chỗ, mà phải để ngay ngắn nữa. Cái đó người ta gọi là những cái người bị cái triệu chứng gì đó cô chú anh chị, mà là phải sạch sẽ mà kỹ mà để ngay ngắn á. không có được để mà nó xéo hay là góc hay là cái gì đó, cái gọi là cái gì Kim quên mất tiêu rồi, mà dì rất là kỹ luôn. Bây giờ là Kim giặt khăn này cô chú, khăn tắm với lại khăn lau tay Kim giặt chung luôn, giặt ở cái nước nóng á, khoảng 55 đến 60 độ C thì nó nóng, nó sẽ diệt khuẩn và nó sạch sẽ luôn đó mọi người. Tưởng xong rồi nhưng mà vẫn chưa nha cô chú anh chị. Còn một cái đống này chưa có rửa nè. Tại vì mấy cái nồi son chảo này nè, nó rất là bự đó, cho nên là Kim không có để cho máy rửa chén, nó sẽ chiếm chỗ rất là nhiều. Cho nên là mình rửa tay mọi người. Mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ tranh thủ đi đón Chi Chi xong rồi đi về sẽ rửa tiếp hả mọi người. Chi đi học mình có thể đón bất cứ giờ nào cũng được á cô chú anh chị, nhưng mà phải đón trước 6 giờ chiều. Đi sau 6 giờ là sẽ bị phạt đó mọi người. Chị đó đi học về rồi nè ông bà cô chú ơi. Chị xin chào ông bà cô chú, chị học về đi. Hãy hư cái đôi dài, hư cái xu bây giờ á. Trời mưa con thấy thôi đi để xe đạp được. Chi nó đòi mẹ đi đón bằng xe đạp cô chú. Mà mưa hồi nãy mưa đá nữa đó. Mưa cứ mưa từng cơn vậy đó. Mưa cái nó ngưng, cái mưa cái ngưng. Rồi đi vô. Mấy cái bông này nè. Mưa đá tội nghiệp quá. Nhưng mà nó vẫn còn đứng sừng sững luôn nè cô chú anh chị. Công nhận mấy cái bông này nó khỏe ghê á. Đây nè. Cái cây này đúng một bông một luôn. Có một bông một luôn. Cái này cũng cùng một loại nhưng có nhiều cánh nè. Nó nở lâu thấy ghê luôn á cô chú. Mấy tuần rồi đó. Những cái này nó sắp nở luôn rồi nè. Mấy bông lý tí lý tí. Đi vô nhà con. Nó về tới nhà nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ sẽ dọn dẹp tiếp mọi người ơi. Chi ở trường là Chi sẽ ăn lúc 4 giờ chiều. Bây giờ Chi nó cũng chưa có đói cô chú. Kim tranh thủ dọn cái này xong rồi sẽ làm đồ ăn xong. Tối nay thì Kim nấu cơm mọi người. Kim sẽ làm cá hồi áp chảo với rau luộc và cơm. Bữa tối đã sẵn sàng rồi nè, xin mời cô chú anh chị nha. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.